Huỳnh mến chào quý khán giả đang theo dõi bản tin COVID-19 sáng 30 tháng 8 của Báo Thanh Niên. Bản tin được phát vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính chúc quý vị buổi sáng bình an. Trong bản tin sáng hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp lại những tin tức về dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cùng với công tác chống dịch của các địa phương. Sau đây là nội dung của bản tin sáng nay. Bản tin Bộ Y tế tối 29 tháng 8 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 28 tháng 8 đến 18 giờ ngày 29 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.663 ca nhiễm mới. Trong ngày có 8.813 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày 28 và 29 tháng 8, trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 344 ca tử vong tại 14 tỉnh thành phố, nâng tổng số ca COVID-19 tử vong tại Việt Nam lên 10.749 ca. Thông tin về 12.663 ca nhiễm mới được công bố vào ngày 29 tháng 8 như sau. 44 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 12.619 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 5.712 ca trong cộng đồng, gồm Bình Dương 5.414 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 4.957 ca, Long An 533 ca, Đồng Nai 377 ca, Tây Ninh 234 ca, Tiền Giang 155 ca, Đà Nẵng 106 ca, An Giang 103 ca, Đồng Tháp 93 ca, Khánh Hòa 92 ca, Bình Thuận 78 ca, Quảng Bình 58 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 55 ca, Đắk Lắk 52 ca, Nghệ An 50 ca, Cần Thơ 37 ca, Kiên Giang 29 ca, Bến Tre 22 ca, Phú Yên 21 ca, Trà Vinh 20 ca, Bình Phước 18 ca, Quảng Ngãi 14 ca, Bình Định 13 ca, Bạc Liêu 12 ca, Sơn La 11 ca, Hậu Giang 11 ca, Thanh Hóa 11 ca, Thừa Thiên Huế 7 ca, Ninh Thuận 6 ca, Lâm Đồng 6 ca, Cà Mau 5 ca, Vĩnh Long 5 ca, Gia Lai 3 ca, Quảng Nam 3 ca, Đắk Nông 2 ca, Hà Tĩnh 2 ca, Ninh Bình 2 ca, Lào Cai 2 ca. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 522 ca, tại Bình Dương tăng 1.365 ca, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 524 ca, Long An tăng 82 ca, Đồng Nai giảm 420 ca, Tây Ninh tăng 234 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 435.132 ca nhiễm, đứng thứ 59 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 164 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 4.426 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 430.939 ca, trong đó có 217.028 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum. Có 4 tỉnh thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh 209.921 ca, Bình Dương 104.208 ca, Đồng Nai 22.641 ca, Long An 20.933 ca, Tiền Giang 9.217 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 219.802 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.309 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 4.069 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 1.221 ca, thở máy không xâm lấn là 118 ca, thở máy xâm lấn là 877 ca, ECMO là 24 ca. Trong ngày 28 và 29 tháng 8, trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, ghi nhận 344 ca tử vong tại 14 tỉnh thành phố, gồm Thành phố Hồ Chí Minh 256 ca, Bình Dương 31 ca, Tiền Giang 18 ca, Long An 13 ca, Đồng Nai 5 ca, Kiên Giang 4 ca, Vĩnh Long 4 ca, Đà Nẵng 3 ca, Đồng Tháp 3 ca, Tây Ninh 3 ca, Khánh Hòa 1 ca, Ninh Thuận 1 ca, Thừa Thiên Huế 1 ca, Vĩnh Phúc 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.749 ca.
chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2,1%. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 12.715.682 mẫu cho 32.116.373 lượt người. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 19.431.093 liều, trong đó tiêm một mũi là 16.999.888 liều, tiêm mũi hai là 2.431.205 liều. Sáng 29 tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế họp xem xét cấp phép khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax. Theo thông tin ban đầu, nhóm nghiên cứu được yêu cầu bổ sung một số dữ liệu. Theo Bộ Y tế, đến thời điểm hiện tại, Nanocovax của công ty Nanogen là vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam triển khai thử nghiệm lâm sàng thứ 3 với 13.000 người tham gia, độ tuổi từ 18, bao gồm nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền. Cụ thể, pha 3 được thử nghiệm trên 13.000 người, chia làm hai giai đoạn nhỏ, 3A 1.000 người và 3B 12.000 người. Theo nhóm nghiên cứu, vaccine Nanocovax đã yêu cầu về tính an toàn và tính sinh miễn dịch. Trước cuộc họp, toàn bộ hồ sơ, dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3A đã được Hội đồng Đạo đức chuyển sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế để xem xét cấp phép khẩn cấp có điều kiện. Theo hướng dẫn mới nhất, tại thông tư 11 năm 2021 mang tính quyết định tạo cơ hội cho vaccine trong nước, được nêu tại quy định về dữ liệu lâm sàng trong hồ sơ đăng ký lưu hành vaccine. Vaccine phòng COVID-19 sản xuất trong nước đang thực hiện thử nghiệm lâm sàng, nhưng đã có kết quả đánh giá giữa kỳ giai đoạn 3 về tính an toàn và hiệu quả bảo vệ của vaccine dựa trên dữ liệu về tính sinh miễn dịch của vaccine thì được sử dụng để xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện. Trong đó sẽ căn cứ trên ý kiến tư vấn của Hội đồng Đạo đức và Hội đồng cấp phép có tham khảo hướng dẫn hoặc khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Trước cuộc họp sáng 29 tháng 8, chiều 27 tháng 8, Hội đồng Đạo đức có thông tin chính thức về đánh giá thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3A với vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax. Theo đó, ứng viên vaccine Nanocovax đặt yêu cầu về tính an toàn, ngắn hạn, dựa trên dữ liệu báo cáo kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3A tính đến thời điểm hiện tại. Ứng viên vaccine Nanocovax có tính sinh miễn dịch trên các xét nghiệm đã có kết quả. Tuy nhiên, cần tiếp tục bổ sung kết quả xét nghiệm trung hòa virus SARS-CoV-2 sống trên nuôi cấy tế bào PRNT trên chủng Delta phát hiện lần đầu tại Ấn Độ và trên chủng Alpha phát hiện lần đầu tại Anh để đủ các kết quả xét nghiệm theo đề cương đã được phê duyệt. Hội đồng Đạo đức cho rằng hiện chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của ứng viên vaccine Nanocovax, cần tiếp tục thực hiện theo đề cương đánh giá về hiệu lực bảo vệ theo đề cương được phê duyệt. Tại cuộc họp sáng 29 tháng 8, Hội đồng Tư vấn cấp phép chưa thông qua việc cấp phép khẩn cấp với dữ liệu nghiên cứu hiện có. Nhóm nghiên cứu cần bổ sung thêm dữ liệu. Bộ Y tế sẽ có thông tin chính thức về việc cấp phép này. Việc kiến nghị mở rộng địa bàn nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax, Bộ Y tế cho rằng cần đảm bảo an toàn, khoa học, khả thi, tuân thủ đạo đức trên cơ sở dữ liệu của các đơn vị nghiên cứu và nhà sản xuất. Hiện Bộ Y tế chưa phê duyệt. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về việc lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trong văn bản khẩn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa ký, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá trong bối cảnh hiện nay, để đảm bảo thực hiện tốt và hiệu quả hơn việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thì cần phải tăng cường lực lượng phục vụ cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm và thiết bị, nhu cầu y tế, tăng cường lực lượng giao hàng công nghệ shipper để kịp thời phục vụ nhu cầu hàng hóa đến tận nhà người dân. Căn cứ ý kiến hướng dẫn của Bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất cho phép lực lượng giao hàng công nghệ theo danh sách của Sở Công Thương được lưu thông ra đường theo phạm vi một quận huyện, thành phố Thủ Đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Công Thương làm việc với các doanh nghiệp quản lý shipper, yêu cầu cung cấp danh sách thực hiện nghiêm các điều kiện về tiêm ngừa vaccine phòng chống COVID-19 và xét nghiệm nhanh, âm tính để được hoạt động. Cụ thể, đối với đội ngũ shipper hoạt động ở 8 quận vùng đỏ, phải được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine phòng chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19, thực hiện xét nghiệm nhanh một ngày một lần theo mẫu gộp 3 người, thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5 đến 6 giờ sáng do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.
Đối với đội ngũ giao hàng, hoạt động ở 14 quận huyện còn lại, phải được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine phòng chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19. Thực hiện xét nghiệm nhanh 2 ngày một lần, theo mẫu gộp 3 người do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố đến hết ngày 6 tháng 9. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Công an thành phố thống nhất với Sở Công Thương về phương án hoạt động của lực lượng shipper, chỉ hoạt động trong phạm vi một quận huyện, thành phố Thủ Đức, đồng thời kiểm tra thường xuyên hoạt động của các lực lượng shipper nêu trên theo hình thức kiểm tra là tra cứu trực tuyến thông tin shipper khi lưu thông ra đường trong thời gian giãn cách xã hội, đảm bảo theo các quy định, xử lý nghiêm khi có hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất giao Công an thành phố cấp bổ sung cho Sở Công Thương khoảng 20.000 giấy đi đường cho nhân viên hệ thống bán lẻ để bổ sung lực lượng chuẩn bị đơn hàng và thực hiện các gói combo, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân. Các nhân viên được cấp giấy đi đường phải được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine phòng chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19, thực hiện xét nghiệm nhanh 2 ngày một lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người theo hướng dẫn của Bộ Y tế đến hết thời gian ngày 6 tháng 9 và phải có phân chia ca thời gian hoạt động. Chiều 29 tháng 8 năm 2021, một lãnh đạo Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh sự việc đang lan truyền trên mạng xã hội này liên quan đến việc vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 của một công ty ở khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi. Theo tìm hiểu, vào chiều 28 tháng 8, công ty này đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 4.000 công nhân, người lao động. Video clip dài 2 phút 24 giây được cho là ở khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi. Ghi cảnh ban đêm có hàng trăm công nhân đứng ngồi đợi đến lượt xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Nhiều công nhân không chấp hành theo khuyến cáo 5K đảm bảo giãn cách mà tụm lại trò chuyện. Nhiều công nhân khác cầm điện thoại di động di chuyển để chụp ảnh, quay phim. Phía trên khoảng sân rộng còn có nhiều người nhún nhảy, hát hò với micro. Còn bên dưới, nhiều công nhân lấp đứng, lấp ngồi vui đùa. Nội dung video clip này cho thấy, nơi tập trung của công nhân có dán băng keo phân theo từng luồng, phân từng vị trí chỗ ngồi. Nhưng công nhân trong clip không tuân theo quy định, không giữ khoảng cách an toàn, vẫn vô tư trò chuyện, tiếp xúc gần với nhau. Theo ông Nguyễn Hải Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Phong, chính quyền xã đã nắm tình hình sự việc. Ông Kiên cho biết đây là cảnh diễn ra khi công ty trách nhiệm hữu hạn Mensa Industries tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho công nhân sau khi khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi ghi nhận các ca nhiễm COVID-19. Một lãnh đạo công an huyện Sơn Tịnh thì cho biết sau khi có kết quả xử lý, đơn vị sẽ thông tin đầy đủ đến báo chí. Trước tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều khu phong tỏa trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị quân đội hỗ trợ thành phố kiểm soát chặt chẽ các khu vực phong tỏa ở các xã phường có nhiều vùng đỏ, vùng nguy cơ cao chưa được kiểm soát tốt. Đáp lời kêu gọi, lực lượng quân đội đóng chân trên địa bàn thành phố Nha Trang như Trường sĩ quan không quân, Trường sĩ quan thông tin, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trường trung cấp kỹ thuật miền Trung đã cử lực lượng tham gia hỗ trợ thành phố Nha Trang chống dịch. Tại Nha Trang, lực lượng quân đội bắt tay vào nhiệm vụ hỗ trợ các địa bàn xã Vĩnh Lương, các phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Vĩnh Trường và Ngọc Hiệp. Tại đây, lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu tầm soát COVID-19, tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định giãn cách. Thì trước khi đi thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi được Thủ trưởng Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cũng đã có cái quán triệt rất là kỹ về cái việc mà về cái công tác phòng chống dịch, làm tốt mọi cái công tác tư tưởng, rồi đảm bảo về sức khỏe, làm tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân, kỷ luật phát ngôn, rồi kỷ luật trong công tác dân vận, nhận và hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người. Những ngày qua xuất hiện nhiều hình ảnh bộ đội đi chợ nhặt từng bó rau, xẻ từng trái bí rồi gói ghém cẩn thận để sớm nhất có thể chuyển tận tay người dân. Việc làm này đã nhận được nhiều tán dương của người dân Nha Trang. Từ ngày mô hình đi chợ hộ đưa chợ ra phố mà thành phố Nha Trang tổ chức đã đáp ứng không nhỏ nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân trong những ngày giãn cách. Ghi nhận tại phường Vĩnh Thọ, nhờ có sự hỗ trợ của các chiến sĩ bộ đội, chính quyền địa phương đã chuyển hàng hóa đến tay người dân nhanh, kịp thời hơn. Mô hình đi chợ hộ đưa chợ ra phố do thành phố Nha Trang tổ chức
đã đáp ứng không nhỏ nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân trong những ngày giãn cách xã hội chống dịch COVID-19. Bản năng, nói chung là một phần bản năng, bởi vì ai cũng yêu thương em Bí hết á, về cái gặp cái hoàn cảnh của Mỹ và Bí nữa. Gặp cái hoàn cảnh của Mỹ và Bí nữa thì mình với tư cách là một người công an nhân dân, làm việc trong lực lượng vũ trang, thì mình không có ngại gian khổ, bất cứ việc gì dân cần thì mình phải có mặt. Cái đó là bản năng thôi chị, nhất ngồi trước tính cái chuyện sau thì cho là... Tiếng khóc của em bé này đã khiến dân mạng xúc động. Tiếng khóc chào đời như một cái kết có hậu của một câu chuyện đẹp giữa dịch bệnh COVID-19. Bằng bản năng và tinh thần trách nhiệm, anh Nguyễn Văn Tĩnh, học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân cùng anh Đỗ Vũ Thắng thuộc đơn vị Trung đoàn Gia Định khi đang làm nhiệm vụ trực chốt kiểm soát COVID-19 tại liên khu 56 thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã giúp một sản phụ vượt cạn ngay trên vỉa hè vào sáng ngày 29 tháng 8 năm 2021. Đến trưa ngày 29 tháng 8, sau ca trực tại chốt và về nghỉ ngơi, hai chiến sĩ vẫn nhớ như in sự việc bất ngờ. Thì có một cặp chồng sản phụ là đến là nhờ hỗ trợ là đưa đi sinh, bởi vì là sản phụ là sắp dưỡng già. Sau đó tôi có báo cáo cho chỉ huy phường Bình Hưng Hòa công an, chỉ huy công an phường Bình Hưng Hòa B là được chỉ đạo là bằng mọi biện pháp là phải cố gắng đưa cho sản phụ đến bệnh viện để sớm nhất. Thì sau đó là tôi cùng đồng chí Thắng bên trung đoàn Gia Định là tiến hành dẫn đường đưa sản phụ đi. Thì đi khỏi chốt khoảng 1 km thì sản phụ là bắt đầu là sinh ra kiểu như là chịu dạ rồi bắt đầu là ra một ít thì mới dừng lại. Thì tôi mới xin phép vợ chồng sản phụ là tôi hỗ trợ để cho sản phụ sinh tại chỗ. Và lúc đó thì anh Tĩnh là anh đỡ trực tiếp, anh ôm đứa bé con em thì sẽ lâu và kiếm em có kiếm đồ để em quấn đứa bé lại cho nó đỡ lạnh đó chị. Em sợ nó đứa bé lạnh quá anh nguy hiểm. Và em lúc đó thì em có lấy đồ, lúc đó có em có lấy đồ để đắp cho sản phụ lại. Sợ chị nó cũng mới sinh nên có sức khỏe yếu đó chị. Dạ. Cái tinh thần của tôi lúc đó là cứ nghĩ sẽ làm thế nào để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Là cái thứ nhất. Còn cái việc mà để được mà khen thưởng hay là có bị kỷ luật vì thực hiện không đúng thì cũng chưa nghĩ tới. Nhưng mà bản năng của tôi là lúc đó là phải làm sao để đảm bảo cho Bí và mẹ an toàn nhất có thể. Và khi mà Bí và mẹ an toàn thì cảm giác của tôi là rất là hạnh phúc. Trong quá trình hỗ trợ sản phụ sinh nở, anh Phan Thành Sơn, một đồng nghiệp của anh Tĩnh, trên đường đi trực chốt về gặp sự việc cũng dừng lại giúp đỡ. Lúc đó mới xin ý kiến từ chỗ cái lực lượng y tế thì người ta mới hướng dẫn là dùng một sợi dây nào đó, người ta không có nói cụ thể là dây gì hết, người ta chỉ nói là dùng một sợi dây nào đó để buộc dây rốn lại ngăn cái tình trạng là máu nó mất máu của em bé. Thì lúc này thì cũng nhanh trí cũng nghĩ ra là cái chỗ sợi dây khẩu trang, nên đồng chí Phan Thành Sơn là kịp thời làm theo hướng dẫn của cái tổ y tế đang đến là dùng cái sợi dây khẩu trang đó để buộc cái sợi dây rốn lại cho bé, đảm bảo cho bé không bị mất máu. Sau khi đã đỡ đẻ giúp thai phụ vượt cạn thành công, các anh công an bộ đội đã gọi xe cấp cứu chở thai phụ và em bé đi bệnh viện quận Bình Tân để các y bác sĩ chăm sóc. Tôi thì cũng chưa có em bé, nhưng mà cảm giác khi mà được để em bé thì anh biết rồi, chị con thì ai cũng thương hết, nó cũng như mầm non vậy. Mình khi mình đỡ đó thì mình rất xúc động, không ngờ là hôm nay mình có thể làm được một việc như vậy. Ở đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Mình ra đây mà giúp mình là giúp cho dân, là giúp cho thành phố mình mau chóng qua đại dịch các chị. Nên là em trong hoàn cảnh nào thì em cũng sẽ làm vậy. Còn với cái cảm xúc của em bây giờ thì em giúp được làm gì tốt thì em khá là vui. Và cũng thấy là mình hãnh diện gì nữa làm được chuyện tốt cho quân đội nói chung và cho đơn vị của em nói riêng. Nghỉ ngơi sau ca trực xong, anh Nguyễn Văn Tĩnh cùng anh Đỗ Vũ Thắng đã quay lại bệnh viện Bình Tân để gặp gỡ, hỏi thăm sức khỏe sản phụ vừa vượt cạn. Chúc gia đình là sức khỏe, hỏi lời hỏi thăm đến chị với bé nha.
gia đình mau ổn định, dịch cũng khó khăn nhưng mà giờ cháu nó ra là cũng mừng rồi nha. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định. Qua lời thăm hỏi, biết được hoàn cảnh của hai vợ chồng sản phụ nên anh Nguyễn Văn Tĩnh còn gửi người chồng 500.000 đồng cùng lời chúc cả hai mẹ con nhanh chóng khỏe mạnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin COVID-19 sáng nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Ngoài bản tin sáng thì báo Thanh Niên còn thực hiện bản tin COVID-19 trực tiếp vào 20 giờ mỗi tối tại địa chỉ thanhniên.vn, kênh YouTube và Facebook báo Thanh Niên cũng như trang báo Thanh Niên trên hai mạng xã hội Lotus và TikTok. Quý vị đừng quên theo dõi bản tin COVID-19 trên các nền tảng của báo Thanh Niên vào lúc 20 giờ tối nay. Rất mong mọi người tiếp tục nghiêm túc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế, chấp hành nghiêm những quy định của địa phương và ngành chức năng về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kính chúc quý vị ngày mới an lành, nhiều sức khỏe và niềm vui. Còn bây giờ, Trúc Huỳnh xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.